Đã có chiến thắng hay không ngày hôm nay trước Team Secret? Kia có muốn gửi lời chào tới quý vị khán giả trước không? Đầu tiên thì mình xin phép được gửi lời chào đến tất cả mọi người đang xem trên kênh YouTube qua màn ảnh nhỏ. Thế hôm nay em đang cười rất tươi, và trước khi phỏng vấn thì Mai cũng có hỏi là sao hôm nay đánh có vẻ hơi đánh nhanh thắng nhanh, thì không biết là Kia lúc đó đã trả lời như thế nào nhỉ? Là do hôm nay thì team muốn về nghỉ ngơi sớm nên là kiểu dùng hết 200 công lực của mình nên là đánh kiểu hết sức thôi, làm sao đánh cho về nhanh càng sớm càng tốt để nghỉ ngơi. Vâng, đó chính là điều mà Kia đã chia sẻ với mình trước khi mà chúng ta lên sóng phỏng vấn. Thì ngày hôm nay em đánh giá bên phía team mình đã sử dụng 200% để thi đấu, thì ngày hôm nay màn trình diễn của em được bao nhiêu phần trăm mà em mong muốn? Trình diễn của em hôm nay thì em thấy, bạn hơi em thấy thì nó không cao lắm, cũng khoảng chắc 50% hay gì đó. 50%, vậy nếu như 100% thì sẽ như thế nào nhỉ? 100% thì lúc đó thì chắc em nghĩ em sẽ nhanh hơn á. Vâng, rất là tự tin đến bên phía Gam, và đây là điều mà Mai thường thấy khi mà phỏng vấn thủ thủ Gam ở trong phần phỏng vấn á. Thế thì ngày hôm nay thì Mai sẽ hỏi thêm một chút đi, ngày hôm nay có sự trở lại của một người đi rừng của VSET, đó là Son. Ngày hôm nay Kia Gia thấy Son thi đấu như thế nào? Son thì hôm nay em thấy anh ấy thi đấu cũng khá là tốt rồi, tại vì cũng khá là lâu anh ấy mới trở lại môi trường thi đấu chuyên nghiệp VSET, thì ngay trận đầu tiên thì anh ấy thi đấu vậy thì em nghĩ cũng gọi là khá ok chứ, nhưng mà xui cái gặp Gam thôi. Gặp Gam đánh nhanh quá thì em nghĩ là cậu ấy đừng buồn quá, cũng đừng có mất tinh thần quá nha. Gam chỉ đang đánh có sức. Cảm ơn chia sẻ của Kia Gia. Vâng, ngày hôm nay thì Son đã quay trở lại và màn thể hiện của Son thật sự cũng rất là đáng chú ý, rất là ấn tượng, nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay Gam vẫn đang ở một phong độ bất bại. Nên là mong là bên phía Son và bên phía Team Secret thì ngày hôm nay chúng ta hãy có thể sốc lại tinh thần và có thể tiếp tục trong quá trình của họ ở trong VSET. Thế là ngày hôm nay chúng ta hay dí như thế này này, là tất cả là tại Hero, và em là người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến. Ngày hôm nay em thấy Hero, có phải là tất cả là tại Hero không? Người ta có câu thắng tại Hero, thua cũng tại Hero, thì mình nghĩ cũng không sai. Tại game 2 thì Hero thì đánh cũng tốt rồi, nên là với lại thì kiểu cũng được đồng đội cam trên top nhiều á, mà không gánh team được họ, không gánh team được thì cũng tại Hero thôi. Thì cam top nhiều quá thì đánh cho top gì thì bắt buộc phải Hero phải đánh luôn, phải gánh team luôn, mà không gánh được thì cũng tại Hero. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là thật tình từ đến từ phía Kia Gia đúng không ạ? Em chiều hơi ít. Ok, cảm ơn Kia Gia rất nhiều, và nó khiến cho phần phỏng vấn nó được vui tươi hơn rất nhiều đúng không ạ? Mong là phía Hero nghe được thì sẽ không buồn, vì đây là chỉ là một lời chia sẻ khá là vui đến từ bên phía Kia Gia thôi. Và ngày hôm nay thì Mai thấy là tính thêm trận thắng ngày hôm nay thì bên phía mạch bất bại của Gam đã nâng lên là 5 trận. Em tự đoán là bên phía Gam sẽ kéo dài được mạch bất bại của mình đến con số bao nhiêu? Con số bao nhiêu thì em không tính trước được. Thì nói chung là bọn em đánh cố gắng đánh hết sức thôi, đánh được tại vì mục đích của em là giành chiến thắng thách dùng bảng, mà và mục đích cuối cùng của em là du lịch VSET, thì bạn làm sao để mà cố gắng hết sức và đánh hết sức để mà thắng từng trận thôi. Ok, vậy thì nếu như thay vì việc hỏi xa như thế thì chị hỏi gần đi. Trận đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là gặp FPTC Esports, dự đoán như thế nào kia nha? FPTC hả? Thì nói chung là mình không muốn nói nhiều, cũng chỉ xin nhẹ 2-0 thôi. Vâng, cảm ơn bên phía Kia Gia. Có lẽ là bên phía FPTC cũng gáy thì bên phía Gam cũng biết cách gáy đúng không ạ? Yes sir. Yes sir. Vậy thì ngày hôm nay xin được gửi một lời chúc mừng đến bên phía Gam. Chúng ta đã kết thúc trận đấu khá là gọn ghẽ. Và mong là tất cả các bạn sẽ về có thời gian luyện tập, nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý và chuẩn bị sẽ đến với trận đấu vào hôm Chủ nhật đối với bên FPTC Esports. Và lời cuối thì không biết là Kia Gia có lời gì muốn gửi tới quý vị khán giả và cũng như là các nhà tài trợ đã đồng hành và ủng hộ mình cho suốt mùa giải không? Thì mình muốn cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Gam trong suốt thời gian qua, và mình cũng muốn cảm ơn như người hâm mộ của Gam, và cũng muốn cảm ơn những người anti-Gam vì đó cũng tạo động lực cho mình. Vâng, một phần phỏng vấn rất vui tươi đối với bên phía Kia Gia của Gam đúng không ạ? Một lần nữa xin chúc bên phía Gam sẽ đạt được mục tiêu của mình, vô địch đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Cảm ơn Kia Gia rất nhiều, và cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã theo dõi phần phỏng vấn giữa mình là Medora và bên phía Kia Gia của Gam Esports. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai khi mà chúng ta sẽ quay trở lại với hai trận cặp trận đấu cũng sẽ rất hấp dẫn. Xin chào tạm biệt.